Yeah, mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng về được tới nhà rồi. Trời trời, cái xe sao mà nó nghiêng dữ vậy ta? Ok, chui vô nhà nè. Ui, hello mọi người, mình đã về rồi đây. Trời ơi. Ui, phải từ từ, zombie nhiều lắm cho nên phải đóng cửa lại đã. Trời ơi, mừng quá. Đóng cửa lại nè. Ui. Ta nói là về nhà nó sướng gì đâu quý. Đúng rồi, về được tới nhà nó sướng gì đâu bạn ơi. Thì trong lần này đi gọi là tham quan cái thành phố gọi là zombie á, thì mình với Sammy bọn mình đã cùng nhau kiếm được một chiếc xe. Đấy, một chiếc xe rất là bự, rất là xịn luôn. Với lại loot là kiếm được, cái được xe. Đúng rồi, loot được chiếc xe với lại kiếm được quá trời đồ nữa bạn ơi, thấy ghê không? Đấy, trời ơi, bữa đi này đúng là lời ghê Sam ha. Công nhận luôn á. Công nhận là thành phố zombie nó có nhiều thứ ghê luôn á. Chắc là trong mấy cái tập sau á, tôi với bà phải vô trong mấy cái thành phố đó kiếm thêm đồ mới được. Đi loot đồ à. Bây giờ để mình xem coi, hiện tại là mình đã kiếm được rất là nhiều đồ nữa bạn ơi, mình sẽ cho bạn xem nha. Ở trong đây là mình đang kiếm được một cái khẩu súng nè, với lại một cái máy in tiền các bạn ơi, nghe ghê không? Đó, đây là một cái máy in tiền nha, mình sẽ cho bạn xem nè. Chúng ta chỉ cần sử dụng cái máy này thì chúng ta sẽ được rất nhiều tiền luôn. Đó, thấy không? Mình được 25 tiền luôn. Cái này là máy in tiền hả? Ghê không? Hình như không phải là máy in tiền. Hình như cái này không phải là máy in tiền, hình như cái này là cái rương tiền hay sao á, tại vì nó có 10 tiền trong đó. Ok. Với lại là một cái gọi là khẩu pháo nè bạn ơi. Đấy, khẩu pháo nhìn ngầu chưa? Khẩu pháo nhìn ngầu chưa? Con zombie nào mà lại gần mình là nó chết chắc luôn á. Mình sẽ làm cho bạn xem nha. Ok, mình mở cửa nè. Đấy, mở cửa ra. Test thử không? Để xem. Bây giờ nè, mình sẽ ra ngoài đây mình kiếm zombie, mình test thử cho bạn xem nha. Ok. À, bên kia mình thấy có một đống zombie kìa bạn ơi. Để mình qua mình giết nó nha. Trời, tính ra mình chưa kịp qua nữa mấy ông gọi là bộ đội mà ông giết hết trơn rồi. Trời ơi trời, phải kiếm đàn zombie nữa nó khác mới được. Để qua đây coi, có đàn zombie nào bên đây không? Một đàn luôn đi cho nó nhiều bạn ơi, chứ vài con zombie mình không sợ. Đấy, ok. Bên đây không thấy con zombie nào hết, chắc trời sáng không có con nào hết. Đây nè, một đống luôn này nè Phong ơi, một đống luôn. Đâu? Thấy rồi này, một đống luôn. Sammy tránh ra. Tụi mày hãy xem sức mạnh của tao đây. Trời, xa ra coi chừng nha. Xa ra để tôi. Ok, zombie à, hãy xem đây. Ngắm nè. À quên, phải nạp đạn đã. Ok, ngắm nè. Bắn. Bùm. Ủa sao nó không nổ? Ngắm. Bắn. Bùm. Bùm. Trời ơi, banh xác. Banh xác luôn. À ngắm nè. Bắn. Bùm. Ôi rồi chết quá trời luôn bạn ơi. Ôi zombie. Mày. Mấy bạn thấy cái cây đại bác này ghê không? Cây đại bác này mà mình canh lúc nào mà có nhiều quái vật á, mình sẽ dùng cái cây này để mình bắn nó nha. À khoan đã, hình như là nãy giờ mình quên gì phải không Sam? Đó. Quên gì? Quên chào mấy bạn fan. À đúng rồi, quên chào bạn fan. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Ok bạn, đợi mình xíu nha. Có mấy con zombie láo quá, nó dám lại gần mình kìa. Ui, bùm. Mày hả mày, lại gần tao hả mày, banh xác luôn. Còn con bên đây nữa hả, để mình. Mày hả mày. Trời, mình bắn Sammy chết luôn. Tôi xin lỗi. Rồi ok, chào tiếp. À thì hôm nay nè bạn ơi, mình đã quay trở lại để làm theo một clip gọi là mini world, gọi là vùng đất, gọi là zombie cho các bạn xem ở đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nữa nha mọi người nha. Ok, và đừng quên là đăng ký họ cho Sammy nữa nha mọi người. Ok luôn. Thì bây giờ bọn mình sẽ vào bên trong gọi là cái khu ngôi làng của mình đây. Ok, đi vô. Mình sẽ có rất nhiều thứ để khoe cho các bạn luôn. Đi vô. Thì ok bạn ơi, thì gọi là sau cái đợt vừa rồi bọn mình gọi là đi khám phá cái thành phố gọi là zombie á, cho nên là bọn mình đã kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Bởi vì vậy cho nên là hôm nay mình với Sammy quyết định sẽ mua một ngôi nhà ở trong cái ngôi làng này, được không Sam? Ôi đúng hả, trời ơi đất ơi, cuối cùng mình cũng thoát kiếp gọi là gì ta, oxin gọi là kiếp gọi là ăn mày rồi Phong ơi, trời mừng quá. Đúng rồi, từ trước giờ bọn mình không có nhà để ở cho nên là bọn mình rất là nghèo luôn. Bây giờ bọn mình đã có được gọi là một ngôi nhà rồi. Xin hiểu bạn, đây chính là ngôi nhà mới của mình nè. Ta 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 ta. Thật không hả? Thiệt, tôi mới mua á. Đẹp không? Ơi, ngôi nhà đẹp quá rồi. Đúng rồi. Có chỗ để xe đây Phong ơi, trời ơi ngầu quá. Đúng rồi, để tôi bỏ xe cho bà coi. Ok. Trời ơi. Có chỗ để xe mà đúng không? Mình bỏ xe vô. Trời đất ơi, chết rồi. Cái xe này nó to quá sao mày không bỏ gì rồi. Thôi mình bỏ lại cái xe đi không sao đâu. Ok. Rồi bây giờ nè, mình sẽ vô đây mình khám phá nhà này cho các bạn xem nha. Thì đây chính là căn nhà của mình mới mua bạn ơi. Có rương nè, có chỗ để nướng thịt này đấy. Từ nay bọn mình sẽ không còn là sống trong kiếp gọi là ăn ăn
ăn mày ăn xin nữa rồi, bọn mình đã có nhà rồi. Đấy. Ê, nhà rộng quá ha, bây giờ mình mua đồ đúng trang trí thêm thôi, bây giờ mình dùng tiền mua đồ trang trí thêm sau được không? Trời ơi, được á. Được, mai này bọn mình mua đồ, mình trang trí thêm ngôi nhà này đó. Bây giờ bọn mình đã không còn là người vô gia cư nữa rồi, không còn là ăn xin nữa rồi, bọn mình đã có được nhà đấy. Hey, nhưng mà nếu như một cái ngôi nhà to như thế này nè, mà bên trong nhà không có gì nhiều hết, chỉ có mấy cái tủ rồi thôi à, thì sẽ rất là chán luôn. Cho nên bây giờ tôi nghĩ như thế này nè, tôi với bà sẽ cùng nhau gọi là đi ra ngoài, gọi là cái ngôi làng này, đi vòng vòng xung quanh đây coi có ngôi làng nào mà bỏ hoang nữa không. Bọn mình sẽ vô, bọn mình lút thêm đồ đem nhà bỏ trong nhà, bà thấy sao? Được không? Hợp lý á. Bây giờ thế nào, trong cái thế này cũng có rất nhiều làng cho bà xem. Đúng rồi, đây bây giờ tôi sẽ cho bà gọi là một cái vũ khí bí mật của tôi đây, nó chính là một cây rìu đấy, một cây rìu siêu to đấy, ghê không? Cậu ơi trời, à vô đây tôi bỏ vô trong cái rương này, xong bà lấy nha, chứ hồi nó bị lỗi, nó biến mất á. Nè, lấy đi cái cây rìu này ha, bà dùng bà gõ vô đầu zombie, có hay là zombie chết chắc luôn, bà tin tôi đi đấy. Ok, trời đất ơi, để tôi lấy coi nè. Trời ơi, Sam ơi, tôi thề luôn nha, bà cầm cây rìu nhìn bà đúng ngầu luôn á, hợp lý, được, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là đi đến gọi là một cái ngôi làng nào đó xung quanh đây nha. Ok, lại tiếp tục đi gọi là khám phá tiếp thôi. Leo xe Sam ơi, leo xe tôi chở bà đi nè. Ok. Ủa mà khoan, hình như có gì đó sai. Trời, ai lấy mất một cái bánh xe của tôi rồi. Trời ơi, cái ngôi làng này, cái ngôi làng này nó nguy hiểm quá bạn ơi, mới đi có chút xíu thôi mà nó lấy mất cái bánh xe của mình rồi. Trời ơi trời. Thôi kệ đi, chạy xe bằng ba bánh luôn. Mấy bạn coi mình chạy xe bằng ba bánh luôn nè. Xe bốn bánh thành xe ba bánh luôn hả? Xe bốn bánh thành xe ba bánh luôn. Ok, rồi leo lên xe nè. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi khám phá coi xung quanh đây còn thêm cái chỗ nào mà nó có đồ không nha các bạn nha. Thì mình sẽ ra mình đút đồ nha các bạn. Ok, leo. Kệ, cái xe giờ còn có ba bánh cho nên chạy khó quá. Ê. Rồi xong. Lật xe luôn. Cái gì Phong? Tôi cũng đâu muốn là lật xe mất tiêu luôn rồi. Thôi mặc kệ đi, mình không cần xe nữa. Mình không cần xe nữa, mình đi bộ Sam ơi. Đi. Wow, mấy bạn ơi, bạn coi nè. Trước mặt chúng ta là một cái gọi là nhà thờ hay là một cái trường học gì nè các bạn ơi. Hình như cái này nhà thờ bạn ơi. Một cái nhà thờ bỏ hoang. Hy vọng là trong đây sẽ có thật là nhiều đồ để cho mình lấy nha. Ok từ, Sam ơi, Sam đâu rồi? Ủa Sam đâu rồi? Sam ơi. Tới đây chơi với tôi nè. Mà làm gì ở đây vậy? Lúc này ngắm cá nè, trời ơi, cá có trời đẹp quá chừng luôn nè. Trời ơi, con này cua này cua tay dễ sợ luôn á. Trời ơi, cá này là cá zombie đó. Trời ơi trời, tránh ra. Ủa là sao? Ui, tránh ra, nó cắn bà bây giờ, để tôi. Mày hả mày? Ôi, cá zombie bạn ơi. Ôi, còn một con thì tôi giết nó này, nó đang đòi ăn thịt bà nè, thấy không? Ôi. Trời ơi, ghê vậy. Cái bà này, bà không biết nguy hiểm hả? Mấy con cá mà có màu xanh như vậy á là cá zombie, bà hiểu không? Trời ơi, qua đây. Bên này tôi mới kiếm được một cái khu nhà thờ bỏ hoang nè. Mình vô đây mình lút đồ đi. Qua đây. À. Cái gì? Mình nghĩ đi không vậy, ghê quá. Tự nhiên lút đồ đây ghê quá. Thì chắc là do gọi là zombie xuất hiện nhiều quá cho nên có nhiều người chết á, cho nên là ở đây có rất là nhiều những ngôi mộ luôn. Wow. Quá trời mộ luôn. Vô đây Sam. Vô đây. Trời ơi, bà Sam lùng quá, bà nhảy vô không được bạn ơi. Trời. Đó. Qua đây. Ok từ, để xem coi trong đây có gì không. Trong đây có một con gà nè, nhưng mà con gà này nó còn sống, nó chưa biến thành zombie. Ok, để mình đào thử bên dưới đây coi nó có gì không nha các bạn. Hy vọng là mình sẽ kiếm được cái gì đó bên dưới ngôi mộ này. Đào coi. Ủa đào bị mất là xương không? Trời ghê quá hả? Có xương, bên trong nó có xương. À, không sao. Bất cứ khi nào mình cần nuôi một bé cuốn nào đó, mình sẽ đào xương đây mình đem đi mình cho. À đúng rồi, con chó đốm á, mình sẽ đào xương đây mình đem cho chó đốm nè. À, hợp lý. Ok. À, xương của zombie cho nên Sam cứ yên tâm đi, không sao đâu. Để chui ra coi gì không. Ôi, zombie. Ôi, mày. Trời ơi, nguy hiểm phải, vừa chạy vô hay đứng trên đây luôn. Nguy hiểm quá, không sao. Ra đây. Ai. Trời ơi, ghê quá à. Sammy sợ ma hay gì mà không dám vô đây. Tôi thấy bình thường lắm luôn á. Hello, mấy à, heo zombie à, hãy đỡ. Ê, trời. Con heo zombie nó không bị gì với cái viên đạn của mình luôn mày ơi. Nguy hiểm vậy. Không sao, mình sẽ dùng dao để mình chém nó. Mày hả mày? Một con, hai con, ui, ba con, bốn con. Này thì heo zombie hả mày? Ok. Rồi vô đây sao ơi, vô đây. Hình như cái này cái nhà thờ này để mình chui thử nha. Bây giờ mình sẽ bắt cua leo đây. Rồi ok, vô rồi. Bây giờ mình sẽ đập cửa nha. Đập ra, đấy, đập hàng rào ra, chui vô. Nhanh lên Sam, chui vô. Sao ơi. Nè, đang vào nè, tôi có vào được đâu, trời ơi. Trời ơi, Sammy lùng quá, Sammy chui không được bạn ơi. Để tôi, tránh ra, tôi sẽ giúp bà. Ủa, bắn không được. Ha.
bên trong đây miễn nhiễm với lại cái cây súng này rồi, bắn bắn không được. Sam ơi, trời ơi, trời khó quá vậy. Leo đây, từ từ, để tôi sẽ lấy một cái cây rìu, cái cúp trên tôi đào này ra cho bà leo lên. Ơi búp rồi, ok, leo đi. Ok, leo lên. Được á, nè. Trời, leo đây, ok. Bên trong đây là nhà thờ nữa bạn ơi. Có mấy cây đèn cầy nè, cái này được nè. Đem cái này về nhà, cái này là về nhà, đem về nhà là hợp lý luôn. Đây luôn hả? Đằng sau lưng mình có một con zombie kìa. Ui, nó chọi tôi trúng độc rồi. No, ai à. Rồi xong, chết queo luôn. Mày láo rồi con. Mày chết đi. Này thì dám gọi là tấn công tao hả? Ok, rồi để mình lấy cái cây cúp này, lấy cái cây đèn cầy để đem về nhà bạn ơi. Cây này về nhà chân là hợp lý nè, đặt ra. Ok. Ê, đi xung quanh đây có còn gì nữa không? Hy vọng là trong nhà thờ này sẽ có một cái gì đó mấy bạn ơi. Ok, lên đây thử xem. Ê, lại là zombie. No, mày hả mày, chết đi. Ủa, hình như trên đây không có gì hết Sam ơi, đúng không? Nó kỳ lạ vậy, tôi tưởng trong này phải có nhiều đồ lắm chứ. Tại tôi thấy có cái bóng đèn nè, hay mình lấy cái bóng đèn mình đem về nhà đi. Ủa, nhưng mà trời đất ơi, mình đập ra là nó biến mất luôn, mà không có lụm được. Lấy được gì hết luôn á? Không lấy được gì hết trơn à. Thôi mình chui ra ngoài đi Sam. Ở trong đây cũng vô dụng, chẳng có gì hết. Ok. Rồi chui ra ngoài xem đây liên quan này còn gì không. Đằng sau này còn một cái tòa nhà này. Từ từ để mình chui ra thử coi. Hình như là đằng sau tòa nhà này có gì mấy bạn ơi. Ok. Hóa ra lại là một cái thành phố bỏ hoang nữa à. Thật lần này không phải là thành phố, lần này là một cái khu phố nhỏ nhỏ thôi à. Nhưng mà hình như nó cũng bị bỏ hoang rồi. Vậy là sắp kiếm được thêm đồ rồi Sam ơi. Sam ơi. Tôi đây. Qua đây. Hy vọng là trong đây chúng ta sẽ kiếm được thật là nhiều đồ. Ok. Trước tiên là mình sẽ vô trong đây thử nha, để xem có gì trong đây nha. Trời, lại là zombie các bạn ơi. Từ từ mình phải né nó. Con này nó chọi bình thuốc mình. À, chọi tao hả mày? Chết đi. Ok, xung quanh đây có gì không? Để xem coi. Trong đây hình như là toilet này đúng không? Có cái nút gì đây? Wow, thang máy. Xịn nha. Để cho coi trong nhà bếp có đồ ăn không. Lấy đồ ăn đem về bạn ơi. À đây có đồ ăn nè. À, lấy hết đồ ăn đem về nhà luôn. Lút hết. Rồi trong đây còn gì không ta? À đây là phòng 1 nè, hình như cái này là khách sạn các bạn ơi. Trong đây nó có mấy căn phòng được các kiểu nè. Còn đây là toilet. Trời ơi, ghê quá, toilet thú quá. Ok. Chui ra ngoài. À Sam ơi, bà muốn lên đây thăm quan thử không? Tôi xuống tôi rước bà lên nè, coi tôi nè, thang máy nè. Tít. Sam ơi. Sao rồi? Tôi đây. Qua đây. Này vô đây, vô đây. Sam ơi, đầu này có một cái camera vẫn hoạt động nè. Trời ơi, ghê quá. Đâu? Camera nè. Một cái camera nó xoay lại nè. Được, đem nó về. Ok, lấy nó về luôn. Rồi, qua đây. Ồ, tôi thấy là ở bên đây nó có cái thang máy nè Sam ơi, nó đưa mình lên trên được luôn á. Mình thử lên trên sân thượng luôn coi trên đây có gì không. Ok, lên tầng tiếp theo coi có gì không nha các bạn nha. Đây là tầng 3 nè. Ok, để coi có gì không nha. À không có gì nè. Rồi cái này cũng không có gì luôn. Trời ơi. À, có khoai tây. Hợp lý. Có đồ ăn rồi các bạn ơi. Cà rốt đây nè, cái này đem về nhà trồng được nè. Hợp lý nữa. Ok, lấy luôn. Rồi, để mình đến tầng tiếp theo coi. Trời sắp tối rồi các bạn ơi. Sam ơi, bà ở dưới đó cẩn thận nha, coi chừng zombie nha. Ok. Rồi ok, để tôi leo tầng tiếp theo tôi kiếm thêm đồ ăn đây. Trời bạn ơi, chỗ này nhiều đồ ăn quá, thật là hạnh phúc. Ok. À, đây có gì không? Có một cái kim tiêm. Hình như cái này là giúp để mình chữa bệnh đó bạn ơi. Wow, hợp lý. Một cái đèn pin nè. Sô-cô-la. Sô-cô-la nè. Được, mình đang gọi là đang đói bụng cho nên có sô-cô-la ăn là quá hợp lý luôn. Rồi lấy hết. Cái kim tiêm này dùng để làm gì ta? Hay là tiêm vô người zombie là zombie sẽ biến thành dân làng ta? Đâu mình thử coi. Có con zombie nè. Hey. Ủa? Ủa không phải. Cái kim tiêm này là giúp cho chúng ta có thể hồi máu. Không phải rồi. Thôi chạy tiếp. Hey, ok. Bật đèn pin lên nè. Để còn gì đây không? Bánh mì hồi máu. Trong đây nhiều đồ xịn quá vậy. Trời ơi, đúng là gọi là khu dành cho người giàu. Khách sạn cao cấp cho nên là có rất là nhiều đồ ăn luôn. Khoai tây nè, hợp lý. Lấy hết. Để qua đây còn gì nữa không? Bên đây không có gì hết trơn á. Ok. Sam ơi, bà ở bên dưới bà ổn không vậy? Vẫn ổn, trời không bị hết luôn. Vẫn ổn mà. Ok. Ui, thang máy bị hỏng rồi. Rồi xong. Nó nhốt tôi trong đây luôn rồi. Rồi xong thang máy bị hỏng rồi bạn ơi. Toàn luôn. Nhưng mà không sao, từ mình vô mình lướt đồ còn gì đâu. Ôi không có gì hết trơn. Rồi xong. Thang máy bị hỏng rồi. Mình bị kẹt trên đây rồi. No. Bây giờ làm sao xuống dưới đây ta? Hình như bên dưới đây có dây leo nè. Ok, mình sẽ trượt theo dây leo để đi xuống bạn ơi. Không sao cả. Cứ bình tĩnh Phong ơi. Bình tĩnh. Phải dùng trí thông minh của mình để đi xuống dưới. Hey. Ha. Ok rồi, xuống dưới được rồi. An toàn. Sammy ơi rồi. Tôi đây, ông đâu rồi?
Ui đây nè, sau lưng bà nè. Ok bây giờ. Bây giờ mình qua bên nhà khác đi. Ui zombie. Mày hả mày, zombie này. Bên đây tôi thấy có một căn biệt thự nè, tôi nghĩ là bên đây là có nhiều đồ nè. Qua đây. Ấy, ấy da, nó chọi thuốc tôi. Mày hả mày, chết đi con. Ok, chui vô nè. Trời ơi, đúng là biệt thự có khác nha. Nhà đẹp phải. Ok. Trời, quá trời đạn luôn. Với lại là gì đây, cái này là gì đây? À cũng là đạn luôn hả? Ok, lượm hết. Có gì là lượm cái đó bạn ơi, tại vì đây mình đang nghèo mà, cho nên mình có gì là mình lấy hết luôn. Đây là gì không? Không có gì hết trơn. À, lên lầu thôi coi. Hy vọng trên lầu sẽ có một cây súng hay là gì đó. Có một con heo. Con heo này nó đang buồn các bạn ơi, bạn coi cái mặt của nó. Cái mặt nó buồn hiu à, chắc là do nó bị đâm lại cái nó biến thành zombie hết rồi đó. Ok. Một cái gọi là một cái băng đeo với lại là một cái viên đạn. Ui, viên đạn này hợp lý. Lấy đạn. Ok. Hình như là không còn gì hết trơn rồi. Thôi, qua nhà khác các bạn ơi. Ok. Sam ơi, bà đi vòng vòng đây bà loot đồ nha, tôi qua bên nhà khác đây. Ok. Ok. Nhà trong đây không biết là gì đây, để mình chui thử. Mày hả zombie? Ok, bật đèn pin lên. Rồi ok, vô nhà bếp nè, có gì không ta? Lại là một bình gọi là thuốc tim bạn ơi, cái này được này. Với lại là mấy bình nước suối. Ui, có nước suối để uống nè. Với lại là hủ ớt. Hả gì Sam? Ủa trong này có sắt có cần lấy không? Tôi thấy sắt có cần gì đâu ta. Ơi sắt. Được. Sắt mình có thể đem đi mình bán, hiểu không? Ê trời, con zombie heo nó cắn tôi chết. Mày hả mày? Ok. Rồi đâu bà sắt đâu? Đưa đây tôi coi. Này 6 miếng sắt luôn. Hợp lý nha. Sắt mình đem đi mình bán mình được tiền đó, không phải là bình thường đâu nha. Ôi giờ bị còn. Mày hả mày? Ôi bà đâu? Tôi thấy bà đâu? Đây tôi giữ này đâu, tôi xuống lầu rồi nè. Thấy chưa? Ở đây hay đâu sắt đâu? Trời ơi. Wow. Chọi được không? Ok. Rồi. Sắt nè, cái này bán là được tiền đó nha. Ok, lậm. À, để mình vứt cái gì vậy ta? Bây giờ phòng người của mình full đồ luôn rồi. Thôi Sam ơi, Sam giữ đi. Người tôi full đồ rồi. Ok. Rồi ok, qua đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha bạn nha. Nhưng mà bây giờ chỗ này tối thui à, mình thấy nó hơi sợ. Lại tiếp tục là khu phố bỏ hoang thứ hai. Ấy da. Trời, zombie tấn công rồi. Thôi chạy Sammy, chỗ này nguy hiểm quá, không được rồi. Ok bạn ơi. Hey, hôm nay mình cùng với Sammy, bọn mình đã kiếm được thêm một cái khu phố bỏ hoang nữa các bạn ơi. Thì nhưng mà cái khu phố này á thì nó lại nguy hiểm hơn khu phố kia, cái khu phố mà vừa rồi rất là nhiều luôn. Nó có nhiều zombie hơn, bởi cho nên là nó sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên là nếu như các bạn muốn mình và Sammy khám phá khu phố thứ hai này thì bạn đừng quên hãy bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ mình nghĩ video cũng rất là dài rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye mọi người nha. Trời zombie nhiều quá. Chạy. Chúng độc rồi. No.